Xin chào các bạn. Hôm nay là 22 tháng 4 2020, nắng chói chang. Sau mấy thằng xe tải này rất là chậm, là cái số 60 trên giờ, chậm so với mình lái xe con thôi, mà không chậm đối với xe tải hoặc là cái xe đạp. Nên cái đường này nó ít tắc, cho dù bây giờ cũng là 6:30 đường nó cũng không tắc lắm. Phần nhiều là người ta nghỉ làm, người ta không đi làm,
nhà ăn lương 70-90%, tôi thì phải đi làm tự nhiên được được nghỉ. Như tôi làm chưa đại viên hàng không, tôi có hỏi một thằng người thì họ được làm 90% và nghỉ không biết là được bao giờ quay lại làm. Đi cửa hàng ngồi ăn uống cũng không có, đến cửa hàng cũng không có. Nhà hàng mà con nghe nói là đến cuối tháng này nó sẽ mở lại bình thường. Hiện tại giờ thì theo tôi biết thì là trên cái biểu đồ của WHO thì nó đã là hơn 2 triệu người nhiễm bệnh, gần 200.000 người chết, và nước Mỹ là có tỷ lệ chết nhiều nhất, xong đến nước Ý, Tây Ban Nha, và cứ tiếp theo Pháp, tiếp theo Đức, rồi nhưng mà Đức thì cái tỷ lệ chết ít nhất. Thực tình ra chết thì các cụ ở bệnh viện dưỡng lão thôi thì cũng chết ở đó, chết liền lúc 5-6 người đến 10 người. Nguyên nhân lý do gì, chỉ có ho thì lây nhau xong là các chủ ra đi rất nhanh. Có thể ngày hôm nay nhiệt độ có thể đến 24 độ, 27 độ, nhưng mà chưa cả, thì bây giờ thì rất nặng. Phải còn những cái luồng bên trái ấy để cho người ta vượt.
vai trò là một cái vùng bên phải chạy nếu mà thử quá. Còn trong khi vượt thì mình cứ giữ lại bên một bên trái để vượt cho nó xong, sau đó đấy mình tải vào. Giống như cái chiếc xe đằng sau đi trên tốc độ cao hơn mình thì mình tải nó mạnh cho xe nó chật qua, tránh ùn tắc của giao thông. Là phải nhìn trước, nhìn sau, nhìn kính hầm, nhìn kính bên phải và nhìn gọi là góc chết ở bên cạnh này, đưa mắt sang, đánh mắt sang, mắt hơi quay sang để nhìn. Sau đó đấy mình đánh vượt qua thì thấy cái xe nó nằm, xe mà muốn vượt thì nó nằm ở giữa trong cái gương chính kia hồng ở giữa đấy. Nếu mà xe to con thì lúc đấy thì được phép đánh xin nhan vào và nhìn lại một nữa vào bên phía phải có chiếc xe nào chạy ngang với mình không và đi vào. Đây là sự an toàn giao thông. Khi vào vườn xe mà chạy tốc độ chậm, ví dụ như thế, khi không vượt mà đường mà thoáng thì chạy bên phải luồng, nếu mà hai luồng, một luồng thì thôi chỉ hoạt, một luồng thì giữ nguyên luồng mà chạy, hai luồng thì ta phải tạt vào bên đường phải để chạy. Thì có những cái xe có thể chạy nhanh hơn họ không vượt thì để họ đi qua khi mà giao thông được phép. Tâm lý, vì sao anh
chạy anh không làm chủ được mình khi mà anh chạy trên đường. Đấy, đấy là sự an toàn giao thông rất cho mọi người, cho mình và cho tất cả mọi người. Và thang điểm cũng rất là kỳ quặc, lỗi một điểm thì sau 2 năm khi định điểm đến bên em mới mất, mới từng xóa đi. Lỗi 2 điểm sau 5 năm, lỗi 3 điểm sau 10 năm nó mới xóa những cái điểm này đi. Rất là nặng. Nên là 8 điểm không phải là nhiều, 8 điểm sẽ rất dễ mất mạng. Thì đấy là cái rất khó khăn cho những người lái xe như là limousine, taxi. Virus nên là cái chỗ này nó là để chống, thường là không được phép đậu, nhưng mà mình thấy chống mình cứ vào chậu, không có đứa nào cả, bắn quá chống. Rồi, xin chào các bạn. Bây giờ chạy rồi đi nào, muộn mất rồi. Chúc một ngày vui vẻ. Đấy, thấy không? Đường vắng heo, không có ai cả.